Chị Lưu Trần xin được trở lại với chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội với phần góp mặt của anh Ngô Thiện Đức, là phó ban tổ chức của buổi hội thảo về Tháng Tư Đen, là thành viên của Thanh niên Cao Đài, và bên cạnh đó là thầy Khang Bảo thuộc trường Trung học Westminster trong ngành Science. Dạ đúng rồi cô chị. Khi mà ban tổ chức có ý định là mình chủ trương là mình nhắm vào các em giới trẻ, ngoài cái vấn đề mà cho các em thông hiểu thêm cái văn hóa Việt Nam, cũng như là để mời gọi những người bạn không có là thuộc sắc tộc khác, sắc dân khác để đến tham dự, thì ngoài ra thì ban tổ chức còn có những cái ước mong gì, ước nguyện gì từ các em? Dạ, thưa chị Julie, ban tổ chức các anh chị thì cũng ưu tư sau khi có cái sự tường trình từ cái thống kê từ các trường đại học là con em của chúng ta người Việt vào đại học rất là thấp so với các sắc dân. Tại sao vậy, anh có tìm hiểu tại sao không? Dạ, thì cái đó thì các anh chị cũng muốn đang tìm hiểu để, và cũng muốn nhân cái cơ hội này để các em nó chia sẻ thì mình mới biết lý do tại sao, và cũng muốn hướng dẫn cho các em biết cái nguồn gốc mà chúng ta qua đây rất là khó khăn định cư ở đây. Thì sau khi chúng ta đã được định cư ở đây rồi, chúng ta trưởng thành ở đây, thì hiện tại chúng ta phải làm gì? Thì cái vấn đề mà các anh chị muốn nhắm vào tới đó là hướng dẫn các em cố gắng học hành cho tới nơi tới chốn. Và sau khi mà các em lên đại học thì phải ráng để đạt thành tích trong tương lai, để các em hòa nhập vào cuộc sống này, để mà sau này cái sắc dân của chúng ta có cái tiếng nói trong cái dòng chính của Hoa Kỳ ở đây. Tại vì nếu mà cái thống kê mà đưa lên như vậy á, thì rất là thiệt thòi cho chúng ta. Mỗi khi mà người ta muốn tới vận động lá phiếu, hay là muốn đem một cái gì, cái quyền lợi gì tới cho các sắc dân, thì người ta cũng phải lựa và coi cái sắc dân nào mà có cái sự tích cực mà hưởng ứng nhiều nhất, mà giới trẻ quan tâm nhiều nhất. Trong trường đó phải không? Anh nói về trường học. Vì vậy mà các anh chị cũng muốn qua cái buổi hội thảo này hướng dẫn các em ráng cố gắng học hành. Để thì chưa ly ngựa tưởng là trong trong cộng đồng Việt Nam người ta các em lên đại học rất là nhiều chứ anh. Dạ thì cái đó là nói chung là tại vì tại khi mà cái mà gọi là thống kê đó, gọi là cái census đó, khi mà họ bỏ nó không có chia ra là người Việt Nam hay là người, mà họ chia gọi là API, là Asian Pacific Islander, là họ bỏ chung với nhau. Cho nên cái là nhiều người lần khi mà mình coi những cái data đó thì mình thấy Asian Pacific là ví như Asian American là cái phần trăm mà ra trường rất là cao, nhưng mà nếu mà nhìn kỹ vào đó thì mình sẽ thấy là như là người Việt Nam mình, theo thầy Khang biết là kỳ vừa rồi Khang có đi có nói chuyện với Billy, thì Billy có cái thống kê, theo Billy coi qua thì thấy là người Việt Nam chỉ là coi như là second to the lowest, coi như là chỉ hơn được gốc dân người Hmong. I'm surprised. Which, Julie rất là ngạc nhiên về cái điều này. Như vậy có nghĩa là sao, là tất cả những trung tâm hướng dẫn các em after school they need to do something. Thì dưới như là nãy anh Đức có nói về cái chương trình ngày đó, ngày hôm ngày chủ nhật hôm đó, thì nói chung là mình cũng muốn một phần là nói về những cái nó gọi là những cái problem mà các con em Việt Nam mình coi như là thường là tại vì thầy Khang dạy, Khang nhiều khi mỗi lần Khang đi dạy thì Khang nghe rất là nhiều em họ các em complain là thầy Khang em được điểm A hay là được điểm B rồi mày về nhà ba mẹ không có hài lòng. Thì nói chung là cái này cũng là một cái cơ hội để mình sẽ có Dr. Masuda sẽ giúp các em thêm hiểu về mental health. Tại vì theo thầy Khang thì nói chung là tại vì các phụ huynh, các coi như là parent generation là họ sacrifice rất là nhiều để qua Mỹ, cái nhiều lần cái expectation của phụ huynh thì rất là high, cho nên nhiều làm cho các em nó cái nhiều lần nó rất là nó overstress, thì có thể là cái nhiều lần nó sẽ lead to mental health issue như là PTSD. Thì hôm đó là cho nên thầy Khang muốn rất là cơ hội này mời các em. Nếu mà như vậy thì phụ huynh lại càng phải tham dự cái buổi hội thảo này, là tại vì nếu mà mình nhắm vào các em mà phụ huynh không có cái sự thay đổi thì nó không có cái sự thay đổi nào cả. Tại vì nếu mà các em muốn thay đổi nhưng mà phụ huynh không có thay đổi để có theo cái chiều hướng mà hướng dẫn cho các em, cứ đòi hỏi là các em phải A plus hoặc là perfect score thì that's not gonna happen. Một cho dù một em mà có perfect score đi nữa thưa anh cũng
cũng phải có những lúc mà em sẽ bị con B hoặc là bị con A minus chẳng hạn. Vậy thì mà nếu mà phụ huynh thay vì hỗ trợ các em, pump cho các em, đẩy các em tới, lại kéo các em lùi về thì là rất là tội cho các em. Chị Julie chia sẻ rất là đúng. Chính bản thân Đức ở trong nhà cũng vậy. Cái giây phút con của mình, cháu Phú mới có học lớp 4, lớp 8 rồi. Mà con phải ghét thì mai mốt con lên trên á, con mới dễ có tiếng hơn với và các trường đại học mới nhận con. Thành ra cũng đó cũng là một cái áp lực. Thành ra các rất anh chị tuy các anh chị tuy rằng đứng ra tổ chức nhưng mà cũng cùng với các em để mà mình cùng học hỏi. Thì chị Julie nói rất là đúng, phụ huynh phải đến đây để cùng chia sẻ với các em, để mình cảm nhận hết được tất cả những cái gì mà các em chia sẻ mà gặp khó khăn, để mình giúp đỡ các em, cho các em tiến lên. Chứ còn không á, mình cứ phút các em bị áp lực quá thì các em sẽ gặp khó khăn. Thì theo thầy Khang nghĩ thì cái buổi hội thảo này rất là thầy Khang rất là mong ước là các em học sinh của các từ trường khu vực học khác nữa, chứ không phải là chỉ có khu vực học Westminster hay đó, có thể là bên bên Garden Grove hay là những khu San An, những khu gần San Valley. Là tại vì cái này là một cái cơ hội để cho một thế hệ trẻ và thế hệ cha mẹ được tìm hiểu nhau. Ví dụ như các em trẻ hiểu là tại sao mà phụ huynh mình, ba mẹ mình, cha mẹ mình thúc đẩy mình, nhưng mà cũng cho một cơ hội là cho cái phụ huynh hiểu là tại những cái stress, những cái vấn đề mà các em nó đang go through cái tuổi trẻ này, như là thì này là tháng 5 là tại vì mấy em mới nộp đơn vào đại học. Thì thầy Khang cũng nghe rất là nhiều em là được vào trường UCI hay là trường UC San Diego, mà có nhiều em tới nói với thầy Khang rất là buồn là tại vì không được học trường UCOA. Nhưng mà thầy Khang thì đó là một cái cơ hội. Cho nên mình đó là một cái cơ hội, là cái buổi forum gọi là forum này là được cái cơ hội, là thầy Khang nghĩ là như là anh Đức nói có hai thế hệ thì nó rất là tốt, là tìm hiểu nhau. Julie nghĩ rằng thì là phụ huynh Việt Nam mình nói riêng, xin lỗi quý vị nghĩ rằng thì là các em, khi mà các em không được nhận vào các trường UC hoặc là các trường Cal State thì là tại vì các em học dở. Điều đó, thưa quý vị, không nhất thiết là đúng. Là tại vì cũng có những các em, cá nhân Julie, con Julie được nhận vào UCSD. Tuy nhiên vì cái lớp học quá đông cho nên trường UCSD chuyển nó xuống trường Orange Coast để học. 2 năm đầu mình đã để dành được biết bao nhiêu tiền và bớt đi cái sự căng thẳng của cái sự mà chăn đùa với những các em. Vì thế cho nên Julie nghĩ rằng nếu mà phụ huynh có thể tham dự cùng với các em trong cái buổi hội thảo này, xin quý vị đến tham dự cùng với các em để mà hiểu thêm được cái tâm nỗi lòng của các em khi mà các em nghĩ rằng thì là đem về một con bê thì là bố mẹ rất là buồn, và từ đó đâm ra các em có những cái tự ti mặc cảm là đã không làm cho bố mẹ vui hoặc là đã không có cố gắng hết sức mình, cho dù các em đã cố gắng hết sức mình. Một lần nữa xin quý vị liên lạc trực tiếp với ban tổ chức vào số điện thoại là 714-487-9764, 714-487-9764. Nếu như quý vị chủ thương mại muốn hỗ trợ về tài chính xin cũng liên lạc với ban tổ chức, và một lần nữa số điện thoại là 714-487-9764. Và phụ huynh xin vui lòng kêu gọi con em mình và ngay chính mình cũng nên đến tham dự chủ nhật này. Thật là nhanh, tại vì chương trình của Phạm Khanh và Eric sắp tới rồi. Ngày 29 tháng 4 năm 2018, lúc 1 giờ trưa, từ 1 giờ trưa cho tới 3 giờ chiều, tại đâu anh nhỉ? 8200 Civic Center của thành phố Westminster, nằm trên đường Westminster or American Way. Ok, vậy là City of Westminster, nhà thị sảnh của Phí Sảnh. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và một xin quý vị liên lạc trực tiếp với ban tổ chức qua số điện thoại là 714-487-9764, 714-487-9764 để biết thêm chi tiết, cũng như là để làm cách nào mà chúng ta có thể giúp cho ban tổ chức cũng như là kêu gọi các em và phụ huynh đến tham dự. Cảm ơn anh Đức, cảm ơn thầy Khang, cảm ơn Lily và Sarah rất là nhiều. Chúc mọi người thành công trong ngày hôm đó, và xin cảm ơn sự theo dõi quý vị. Kính chúc quý vị cùng gia đình một tuần lễ an lành và hạnh phúc, và nhất là luôn tìm được sự bình an trong tâm hồn. Xin thân ái kính chào tạm biệt.